Ok, hello anh em. Mà chúng ta tiếp tục Tôn Kiên thôi. Tiếp tục Tôn Kiên Legendary. Vẫn 15. Ok, sẽ quất thằng Tào Tung này. Bạn ơi, hoan nghênh. Auto luôn. Hoàng cái không có ngựa, nó hiểu được. Tuyên truyền với Tào Tung. Tuyên truyền với Tào Tung vẫn ổn, không vấn đề gì. Tào Tháo tuyên chiến luôn, biết ngay rồi. Xin允许我方表达赞，如你所愿。Căng đấy nhỉ, hòa bình với Tào Tháo được không nhỉ? Chính là lãng phí thời gian. Nhìn thấy anh, bố cho hai kiều ra trận á. Chưa có được đạo quân thứ hai đâu em ơi, vẫn đang loanh quân một đạo rồi và đang bị thằng mất dạy Tào Tháo tuyên chiến rồi, mà chúng ta vẫn quanh quẩn một đạo thế này. Xây một cái doanh trại quân đội ở đây đi. Ngại Tào Tháo quá nhỉ. Nghiên cứu bao nhiêu tin nữa, 3 tin nữa. 3 tin nữa mới lấy được một đạo. Tào Tung hòa bình được. Không hòa bình được. Bây giờ mà đánh nó. Thiên hạ, 拿起武器,
Cũng biết là bố nó đấy, nhưng mà lúc nhìn trên bảng ngoại giao thì không thấy liên minh gì cả. Tào Tung này tạm thời có hòa được không? Chúng ta là phải hòa, không hòa được. 3 tân nữa chúng ta mới đẻ được một đạo nữa. Quá căng. Quá lười. Hơi nóng vội. Đánh trận luôn à? Bắt đầu chiến đấu. Phân yong sa di ba. Wo deng bi ke qing shi liu ming. Nian sui zhe xie lou yi. Đúng rồi. À, tất nhiên vẫn phải đập rồi. Lỡ đập rồi thì phải theo đến cùng rồi chứ còn thế nào. Kiểm soát vùng Giang Đông này. Giờ chúng ta là thế thủ. Ố. À không. Rồi chúng ta là thế thủ và chúng cần tìm một cái địa hình nào đó để có thể giấu được ngựa. Ngựa sẽ là đạo chủ lực của chúng ta. Giấu ở đâu đây? Không ẩn hết. Tính ra thì gì đây? Thì đi... đi gì? Đi qua Trường Sa hơn là cái gì nào? À, chúng ta sẽ thủ ở gần đạo ngựa này. Cung ở đây chưa có tên lửa. Rồi, tạm thế đã. Đi sông qua Trường Giang á, Trường Sa. Tội gì phải làm thế? Mà làm thế vì mục đích gì? Chả cần mục, chả có, chả cần. Mình cứ mở rộng từ cái đất Kiến An ra cũng được sao? Kiến An nó gần Kiến Nghiệp thì cũng giàu mà. Đâu nhất thiết phải về Trường Sa. Đạo ngựa bên này nữa này. Không được, hai đạo này bắt buộc phải ở đây. Đạo này Tôn Kiên ra đây đứng chống lại bọn ngựa này.
Hai mãnh tướng này chỉ đứng đây chống một ngựa này. Tao sợ gì em? Cũng không sợ đâu, thật ra thì mình hơi vội thôi chứ cũng chả có gì mà phải sợ cả. Còn nó đánh thì mình cũng chấp thôi. Ngại gì đâu mà.知己知彼，百战不殆，吾知之矣。 Rồi giết được tướng rồi. Có tí sóng gió à? Mình nâng game khó hơn chứ, game đang dễ phải nâng game khó lên tí chứ. Rồi chúng ta rút tạm về đây đã. Đợi đợt tiếp theo nó đến. Chém đầu quân địch. Rất ghét đánh nhau với bọn có nỏ nhé. Mình không có tướng nào chống tên.
顽强不屈。备就绪，准备好了，快快快！向前进军，做好准备。听命，一定听令，依守就绪。顽强不屈，动作快点！就在眼前，准备就绪，冲！停住！屠灭敌军！冲啊！射手在此，准备开战！杀呀！顽强不屈！注意！准备，鼓起勇气，准备就绪。哈，敌军士兵正在溃逃。浪剑，射呀！射！准备开战。挺住！干得好！Shit hit。Đó, giết thế này sau chúng ta công thành có thể auto được, đỡ phải đánh tay. Đó, chiến thắng. EZ. Vừa mới đánh thôi em ơi, vừa mới đánh được có một tân thôi mà. 35 bùi vũ, chúng ta lấy hồi quân thì tiền đang nhiều. Vì chúng ta đánh còn đánh thêm một trận nữa mà. À, tập kinh anh tuyên chiến luôn, căng thế nhỉ. Đáng lẽ mình nên để có hai đạo quân rồi công. Thắng luôn. Quân không bại, đại nghị không diệt. Ôi sao? Đây rồi. Đã quân thứ hai. Rồi đã quân thứ hai sẽ thủ ngay lập tức ở đây. Tôi xem tướng nào có thể ra trận đây. Lưu Bị có thể ra trận. Ngô Phu Nhân có thể. Tôn Sách không hợp, Công Tôn Toản cũng chưa được, Chu Du Đại Kiều, hai nàng này cũng chưa ra được. Như vậy tướng hợp lý nhất bây giờ là Lưu Bị và Ngô Phu Nhân. Chúng ta sẽ cho Lưu Bị, bởi vì sao? Lưu Bị có hai skin búp cho ngựa và một skin hồi quân, cực quan trọng, rất hợp cho chủ soái. Thế nên là Lưu Bị sẽ xuất trận. 5.000 tiền, cái đéo gì đang xảy ra vậy? 5.000 tiền á. Thôi tuyển Ngô Phu Nhân. Ngô Phu Nhân lại còn chưa đang làm công vụ. Đi cụ. Fuck you bitch. 5.000 tiền cho thằng Lưu Bị nhá. Đùa tao à? You fucking kidding me?
Điều thì hiểu được tại sao lại 5.000 tiền, đắt đéo chịu được. Nhưng mà cũng phải cắn răng mà đẻ thôi. Lỗ Túc bây giờ là một tướng thủy, chúng ta sẽ cho Chu Du. Chu Du xuất trận. Và một tướng tiếp theo thì có thể là một tướng bộ binh. Liên quan đến bộ binh thì ở đây chúng ta chỉ có Tiểu Kiều thôi. Và sẽ cho Tiểu Kiều ra trận. Công tuần toàn lưu thực, công tuần toàn lưu thực không có skin búp hồi quân. Ok. Tuyển sang ngựa đi. Đó. Thủ ở đấy. Vì an nguy nước nhà cắn tàn. Đúng, hợp lý. Tiểu Kiều có skin hồi máu này, giống bọn khăn vàng này. Mốt đơ họ chỉnh này. Hay nhỉ, Tiểu Kiều có skin hồi máu này. Nhưng mà tấn công bản năng rất cực thấp, nghị lực cũng cực thấp. Tiểu Kiều này gần như chỉ là tướng thủy thôi, thủy đội lốt. Như vậy thì chúng ta cũng không có cái gì để cho Tiểu Kiều dùng. Chu Du thì cho nó dùng một cây cung này vậy, tăng một ít điểm về ấy lên. Cái này đi, cái này thì chúng ta hợp cho thái thú hơn. Toàn tướng đỏ nhưng mà toàn chưa có skin đấy em ơi. Đây này. Đây này, cái skin mềm dẻo đó tiết dưới này cơ. Chúng ta còn chưa up được. Đó. Mà Lưu Bị thì chúng ta có luôn. Và có luôn hai skin đặc biệt dành cho ngựa này. Nên chúng ta mới ưu tiên dùng Lưu Bị. Là lý do đó. Lưu Bị đang mạnh về máu nghị lực thì chúng ta cho nó dùng cái này đi. Rồi. Với đại quân này chúng ta thừa sức thủ trước thằng Tào Tháo. Tốc độ hồi quân hiện tại là đang là 27%. Hello Đào Duy Tuấn nha. Rồi, còn 4k tiền chúng ta up tiếp công trình. Cối Khê là ở đâu? Ở đây đúng không? Chúng ta up cái trường học đi. Tại sao up trường học? Bởi vì trường học nó có cái búp trừ thời gian xây dựng của các công trình nông nghiệp. Mà những cái thành nào ấy mà nó thuần về nông nghiệp như này ấy, thì nên xây một cái trường học. Cái trường học thì nó sẽ búp cho mình kinh nghiệm về nhân vật. Đó. Là hợp lý nhất cho những cái tỉnh nào mà thuần nông nghiệp. Rồi ở đây chúng ta xây một cái gọi là trạm dung binh đi. Xây một cái trạm dung binh ở đây. Kiến An tạm thế đã. Tân Đô. Tân Đô thì bỏ cái này đi. Đó. Rồi triều đình. Triều đình chúng ta đang Vũ và Phi mãi không về. Không hiểu, tức là mình cũng không biết được. Bởi vì ở cái game này Lưu Bị bị diệt ngay từ đầu. Nên không sợ là không có cái event Quan Vũ và Lưu Trương Phi. Bây giờ làm thái thú. Đúng rồi, mình sẽ cho Tuấn Úc. Tuấn Úc làm thái thú ở thành nào mà có thiên về Đông Âu đi. Thái thú Đông Âu, Tuấn Úc làm hợp lý. Ồ, Tuấn Úc đang có công vụ à? Gỡ ra, mất thời gian bọn này quá. Vậy thì cái slot thượng thư lệnh này là người đứng đầu bá quan trong triều. Chúng ta sẽ cho ai đây? Nói chung là ưu tiên những thằng nào mà nó có cái hài lòng thấp. Điển hình như thằng mất dạy này này. Thằng này hài lòng thấp này. Lưu Thực. Lưu Thực thì vẫn đang 54, 33. Lý Nho. Hiện tại các tướng của mình thì tướng
Có mỗi thằng Trương Yên này đang thấp thế này. Cho Trương Yên làm đi, cho nó đỡ. Đó, cho nó đỡ mặt xị ra. Rồi. Triệu tập hội nghị. Quét là gì? Kiến trúc thành trấn, ok, không vấn đề. Bọn Vu Uy không chết ạ. Ờ, để xem nào. Ờ, Trương Phi sẽ không có này. Quan Vũ có, đây Quan Vũ đây. Quan Vũ đang ở với bọn cờ này là cờ nào đây, không biết luôn. Cờ này là của bọn nào? Ờ, đại loại là một bọn nào đấy. Trương Phi thì chết chưa? Từ Phi mà. À đây, Phi đây. Phi cũng xuất hiện rồi, nói chung là hai thằng đều xuất hiện. Rồi, qua lượt thôi nhỉ. Xây dựng liên quân. Lữ Bố, Sĩ Nhiếp. Chưa xây dựng được cái thằng nào cả. Hàn Toại ở rất xa, ký một phát nó. Lấy tiền. Kệ Yên á, nhưng mà thôi cho Yên nó làm. Thực vẫn còn hài lòng cao mà. Rồi tiếp theo đạo của Tôn Kiên tiếp tục chinh phạt bọn này. Còn đạo của Lưu Bị chúng ta sẽ thủ ở đây. Sang tân tiếp theo mình đang tính là không biết. Nhưng mà đợi bọn này hồi đầy đầy đã rồi chúng ta đầy đầy. Rồi chúng ta qua lửa thôi. Có là đẹp rồi, đúng rồi. Không biết là có vì tình anh em mà về đây không. Chơi cái game này như cứ như kiểu anh tài hội tụ ấy. Hoàng Cân loạn quân mà sao một full một stack này. Trưởng. Chưa thấy đạo của Tào Tháo. Chưa thấy thì càng tốt. Đạo của Lưu Bị sẽ nó sẽ có thời gian để hồi. Đức Kệ. Rồi đạo này tiếp tục chinh phạt dưới này. Tào Tung ở đâu? Tân Đô cảng cá. Cảng cá chúng ta phải đi vòng à? Đi vòng khá xa nên chúng ta sẽ tiện đường chúng ta đánh luôn với Kiến Nghiệp. Khá là đông. Hoàng cái không có vũ khí xịn. Rồi cho Tuấn Úc làm thái thú. Tí quên. Tuấn Úc làm thái thú ở đây đi. Và cho nó một cái này, cộng 4 chị An. Đó. Hợp lý. Cối Khê. Những cái này cứ tạm thế đã. Chúng ta sẽ ưu tiên những cái thành nào nó ra nhiều tiền. Lộ Túc cho làm việc ở đây. Tôn Sách. Lư Thực còn chỗ nào? Đây, cho Lư Thực làm ở đây. Đó. Không lập trại được, lập trại là bị đi quá rồi, chúng ta bị đi quá, lập trại là phải 50%. 50% di chuyển nhưng mà đi quá rồi. Không sao, bọn này cùi bắp mà. Tuổi gì, không ăn được mình. Up cái này lên. Up cái này lên cho có chút tiền. Ở đây chúng ta sẽ đổi cái này sang. Không sao, đang nhiều lương thực. Sẽ tiếp tục lấy một cái trường học nữa.
然后xây dựng liên quân, xây dựng liên quân với hoàn toại thì gần như là không có giá trị thương mại nên chúng ta sẽ không xây. Và hy vọng từ sau chưa thấy quân của Tào Tháo, để cho Lưu Bị hồi một chút đã. Lưu Bị phải hai tên nữa mới hồi đầy. Ở đây chúng ta đang có 1.800 quân đồn trú, cũng đủ thoải mái để đánh nó. Tiếp tục chúng ta có lượt. Đó, nó chạy, nó không dám đánh. Bật cùi bắp này thì sợ gì. Thấy uy danh của mà Tôn Kiên ấy. Nó chạy vãi đái ra này mà. Ố, Viên Thiệu làm chư hầu của Độc Trác à? Đó, đánh vào đây, lấy mỏ đồng. Để mình nghĩ thế nào. Chúng ta không có đơn vị lính để chống tên Tháp Canh. Auto chung, chúng ta bao vây đi. Bao vây mục đích để làm gì? Mình đang đợi cái đạo quân của bọn tập kia này nó đánh mình. Đó, thì lúc đó chúng ta sẽ đánh ở chiến trường ngoài đồng, chứ không phải là thủ thành nữa, chứ không phải công thành nữa. Nó sẽ lợi hơn rất nhiều. Đánh vào ruộng lúa thì nó sẽ yếu hơn rất nhiều. Nói chung bọn AI nó búp nhiều lắm. Đánh vào ruộng thì cũng phải vài tân sau thì nó mới yếu được. Gần như bọn AI có bao giờ thiếu lương thực được mà. Rồi bây giờ chúng ta phải chú trọng đến thái thú. Up thêm một slot thái thú nữa đi. Đó, thì xem nào. Em ý gọi là gì nhỉ? Tiểu Kiều gọi là cởi áo để gọi là hâm nắm các anh. Từ đó các anh sẽ được hồi máu. Bây giờ chúng ta phải cho set up chỗ nào để làm thái thú ở nhà đây nhỉ? Hay là kín nghiệp, mình đang tính để làm kín nghiệp nhưng mà kín nghiệp chưa chiếm xong. Hậu quan đi. Hậu quan có cảng cá cũng là một nơi rất nhiều tiền. Chu Du với Quách Duyên là từng đánh nhau rồi, cho Lý Nho làm thái thú ở đây. Đó. Chưa thấy đạo của Tào Tháo. Đạo của Lưu Bị hồi đầy rồi, không sợ. Hết chưa? Hết rồi đấy nhỉ. Ngoại giao có gì hot. Đó, quả lượt. Đấy, nó đánh mình. Tính hết rồi. Chúng ta cần cái trận đánh như này để chúng ta khỏi phải công thành. Bởi vì cái tháp canh bắn đau lắm. Chúng ta đánh trận này. Cổ thủ dũng khí, phân dũng sát địch. Chu Du đổi tên thành Tiến Đạt à? Cái đi mọc nhiều sừng lắm. Chúng ta cũng phải chuyên chú ý đại nghiệp. Hello Mr. Đạt nha, vừa nói Đạt xong lại có xuất hiện một ông Đạt luôn. Rồi, đánh đồng bằng rất có lợi cho chúng ta. Nhưng mà việc đầu tiên ý, quan trọng nhất thì chúng ta vẫn luôn luôn là phải giấu đạo ngựa đi. Đạo ngựa luôn luôn là cái gì đấy rất là quan trọng. Ừ.
giấu ở đâu bây giờ nhỉ? Mình đang nghĩ xem giấu ngựa ở đâu. À, có một cái tip nhỏ cho anh em nhé, đó là những cái đạo quân nào mà có cái hình cái ô vuông, cái mũi tên chui ra này, là những cái đạo quân đấy chúng ta có thể setup cho nó ngoài cái vòng xanh được. Đó, là tức là nó có thể setup ở những cái vòng ở giữa trận đấu được, như thế này. Đó, mà không nhất thiết cứ phải ở trong vòng xanh. Thì đấy là những đặc điểm của những tướng mà up skin đó. Những cái tướng nào mà không có cái ô đấy thì chúng ta sẽ không, chỉ setup được trong cái khu vực xanh này thôi. Mình sẽ cho, mình sẽ giấu ngựa ở đây. Mình giấu ngựa ở đây và mình sẽ đánh nó ở chỗ này. À, chúng ta set up cái hàng rào. Hàng rào ở đây. Dầu thì cũng vậy thôi, bởi vì chúng ta không có tên lửa. Đó, mình giấu ngựa ở đây rồi đúng không? Chúng ta sẽ lùi quân lại một chút. Hơi ít hàng rào. Nghiên cứu thêm có thể tăng thêm hàng rào, nhưng mà nghiên cứu cái ngành ấy, nhánh quân sự màu đỏ thì nó không có giá trị thương mại lắm. Cái này như kiểu cái cây cây cọ này. Cái cây này giống cái cây mà hay trồng ở chỗ công ty ý. Đây là hoa gì đây? Hoa gì không biết luôn. Ai à, nó lắm ngựa phết nhỉ? Từ từ nhá, nó hơi nhiều ngựa đấy. Bốn đạo ngựa cửa. Dầu đốt không bằng tên lửa, tên đốt kiểu gì? Anh tưởng bắn tên lửa vào đấy chứ. Hơi căng nhá, bởi vì mình hơi ít bộ binh. Hoàng cái ra dụ nó đi. Chưa nhìn thấy nhau à? Đang tìm mình đó, nó tìm thấy mình rồi đấy. Một ngày ra hai video, trời ơi, anh còn đi làm gì em? Có phải anh làm toàn thời gian ngay đâu? Ôi, từ từ nhá, nhiều ngựa thế. 13, 4, 5, 6, 8 đạo. 8 đạo ngựa cơ à? Bù lại nó không cục cung. Ngựa nhiều quá. Mà hiện tại mình chỉ có 2 đạo giáo để chống ngựa nó. Lính cận chiến đốt à? Thế à? Lính cận chiến đốt thì bọn nó lại đi, nó lại né được đúng không? Mình đang cần cái bất ngờ là lúc bọn nó đi vào cái đấy mình bắn ý, đúng không? Chứ còn mình đốt trước là nó sẽ né được chứ. À, để gần mình nhưng mà lệnh ném được đúng không? Ok. Cũng chưa thử. Trận này căng nha, trận này chưa chắc thắng đâu nha. Trận này mình không để ý quân số của nó quá nhiều ngựa. Mà bộ binh của mình thì quá ít. Mình toàn cung thôi. Chết rồi, hơi căng đấy, hơi căng đấy. Không được, hoàng cái với cả tôn kiên ít máu quá. Hoàng cái thì không thể solo được, hoàng cái chủ yếu mình lấy cái skin trừ sĩ khí này là chính. Còn tôn kiên gần như không có cửa. Tôn kiên thì cũng chỉ câu kéo được một lúc thôi. Bây giờ quan trọng nhất cái đạo ngựa là chúng ta phải khiển thật tốt.
sorry, bấm nhầm nút. Tôi bị bấm nhầm nút tắt tiếng. Lúc đấy có người vào phòng nên tôi tắt tiếng đi. Ok ok, sorry. Lúc đấy có người vào phòng nên tôi tắt tiếng đi. Sorry anh em. Sorry. Cái thằng này nó bị điên à? 200. Bắt đầu chiến đấu thôi, bởi vì mình đang thương vong hơn nhiều. Bật hình mấy lính ấy, tôi thấy bật hình mấy lính nhìn xấu òm mà. Để cái này nhìn đẹp hơn chứ. Bật lính, bật nhìn mặt thằng lính nhìn nó cứ đần đần đột đột. Không được, trận này auto hơi khó bởi vì trận sau nó rất quan trọng, trận sau trận công thành. Tôi cũng có thích đánh tay đâu. Nhưng không đánh tay trận này thì chúng ta rất dễ ngoẻo. Thắng đi, thắng Chu Ngưng là cái gì? Bọn này làm mình mất thời gian thật. Cái đạo cắt hai đạo ngựa sang bên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
敌军四散而逃，到底是吾胆鼠辈。听命，听命，原地待命，做好准备，顽强不屈。挺住，尽情厮杀，起手就绪，鼓起勇气。Right, đấy, với còn đạo ngựa lì lợm một kia nữa. i7 i7 nó có nhiều i7 lắm không? G980 thì hơi yếu. Giết hết lính trận này là có màu đồng rồi, đúng rồi. Thì mục đích cho mình đánh trận này là để đỡ hao quân mà. Auto thì đã chết một đống. Nó chết có 11 thằng thôi. Đó, thêm ít uy vũ. Chúng ta lấy hồi quân đi. 2% được ít nào hay ít đấy. Thật ra chơi game nó không quan trọng đến chip lắm. Nâng con cạc lên. Hoặc là bật Unisa để mắc, nhưng mà cấu hình thì để lâu thôi. Với cả độ phân giải của màn hình thì cũng để khoảng full, để 1080 thôi. Đừng để cao hơn. Quân nhu, mình chả cần cái này. Cái này trừ dân số, không cần lắm. Không cần. Đó, chúng ta sẽ đứng ở kiến nghiệp hồi quân một chút. Rồi, đạo quân này của Lưu Bị đã thành công, đã hồi xong, chúng ta tấn công thẳng vào đây. Không thấy quân Tào Tháo đâu cả. Không thấy quân Tào Tháo đâu cả. Áp tiếp cái cảng này. Sửa Tân Đô. Cứ tạm thế đã. Giao thương. Sạn thục diễm. Cho mày một lương thực. Việc gì ta phải cho mày tiền. Bù lại mày đưa tiền đây. Nó lại hợp lý. Đó. Tạm thế đã. Chưa thấy quân của Tào Tháo ở đâu. Tào Aman đâu cả. Ở đây thì cứ tạm thời hồi quân đã. Quân luyện. Ây rồi, Tào Aman đây rồi, đánh vào chỗ. Nó đánh vào cái chỗ trại chăn nuôi. Rồi, đã tuân kiên ở lượt này chúng ta vẫn cứ thủ thôi. Để hồi quân một lúc đã. Tân này sẽ là tân ở phía mặt trận của Tào Tháo. Mặc Tử. Rồi, định đánh vào đây đúng không?
今天不行。mình ra đây đứng nhử nó có vào không? Nó đứng nhử mày đấy, mày có vào không? Mặc tử. Không có gì làm ở đây cả. Cái này chưa có gì để xây. Tốc độ hồi 20%. Khá lâu. Vì duy trì rồi, con lượt tiếp. Cấu hình à, cũng có thể là do tôi cũng chả biết, có thể là phần mềm xung đột chăng, đại loại vậy. Rồi đánh mình đang cần điều đó mà, chiến thôi. Dis có thể là do xung đột mốt đấy, ông có dùng mốt không? Còn về cơ bản là cái biên bản Total War Barque này người ta hoàn thiện khá tốt. Tối ưu cũng tốt, thành ra là tôi nghĩ là Dis có thể là do xung đột mốt. Nói chung là cái vấn đề lang giật trong cái game này nó vô vàn lắm. Bởi vì game này thực chất nó tải nhiều thứ mà nó khung hình nó phải tải nhiều cái. Mỗi người mỗi một kiểu lỗi khác nhau. Rồi, chúng ta lại giấu ngựa. Tiểu Kiều này có skin mùi máu hơi hay nhá. Cái mặt này là cái mặt chúng ta có ngựa không lo lắm, nên chúng ta sẽ xây rào chắn ở chỗ này. Ok không? Hai hồ bảo kỵ đúng không? Xoài. Để cái chồng đúng cái mặt của lính nó luôn. Chiến
顽强不屈，跑步。Đó, Lưu Bị đứng ở đây có thể búp được hết chống tên cho toàn bộ quân đội. Bắn cung thì thường ấy, nếu mà bắn cung mà quân đội bọn nó ở trong rừng ấy thì hẹp, thì chúng ta nên bắn tên lửa. Còn bình thường nên bắn cung thường thôi. Nó cái xạ, cái xuyên giáp của nó tốt hơn.是放慢脚步，怕是就得停下了。摄氏孤一日不息，霸业一日不停。做好准备，赶快！敌人察觉到我军了，挺住！挺住！进军！我绝嘞！快跑！冲进！赶快！武器
正在溃逃。骑兵听命，不迷冲啊！骑兵在此，进攻！杀呀！准备开战，准备教训，尽情厮杀！你的毁灭将让我喜不自禁。又进了一步，砍翻他们，顽强不屈。哇，cái skill boost này của Tiểu Kiều mạnh thế, gần như là Lưu Bị không mất máu luôn này. 做好准备，杀光敌军，准备开战。好好兵，哼，敌将已被我军斩了。顽强不屈，时机已至，注意。在冲啊！杀！挺住！顽强不屈！听命！骑兵听命！快跑！进攻！杀光敌军！敌军仓皇逃窜，一群懦夫！准备好了。Tháo tháo này. Cái skin boost của Tiểu Kiều vãi đái. Tiền. Lấy tiền đi. 尔等罪不可恕，但还是饶你们一命。Chưa nghiên cứu đinh.Đã làm gì có đinh? Rồi, đã nghiên cứu đinh đâu? Nghiên cứu đinh ở cái dưới này này. Cái này mới là cái đinh này, chúng ta chưa nghiên cứu.Đó, chúng ta sẽ lấy cái này. Tăng sĩ khí, khí phòng ngự. Diệt nốt. Tôi vẫn nhớ là Tào Tháo vẫn có một đạo của Hạo Đôn nữa. Hạo Nguyên hay Hạo Đôn ấy. Nên là chúng ta phải cẩn thận. Nếu bị diệt thành ra nó về mình anh ông ạ.放尔等一条生，无非凶暴之人也。好，正在行进。正在行进。江东猛虎，哎，必将救尔等于危难之机。不可能这样做。Cho Chu Du. Hoàng cân loạn cân. Chỉ để 如此.
hòa bình với nó mình chả được cái gì. Không có gì cả. Ở đây chúng ta có 2K7 quân. Còn có viên thuật ở đây nữa chứ. Tạm thế đã, cứ qua lượt đã, tính tiếp. Khi nào bạn mới đánh với người điều khiển bọn AI thế? Ở Tam Quốc làm gì có chế độ đấy đâu. Ngày xưa ở bản Shogun 2 thì mới có cái chế độ đấy. Hay là chả? Cứ đều full như đánh, tôi cũng đang tính thế. Tôi nhìn thấy đạo của thằng Hao Nguyên rồi, full. Càng đét. Tào Nhân, Hạo Đôn, Hạo Nguyên, toàn mạnh tướng cái này. Ngựa đỏ. Ngựa đỏ cho Hoàng Cái đi. Nghiên cứu. Bây giờ chúng ta phải nghiên cứu một cái đinh thôi. Mình phải nghiên cứu cái đinh. Có đinh thì thủ mới dễ được. Đó, mình cứu đinh. Và mình sẽ dựng trại ở đây. Không biết thằng Tào Tháo nó có đánh mình không. Tôi sẽ dựng trại ở chỗ này. Đó, tôi dựng trại ở đây. Tôi có đinh với tôi có trại. Để xem thằng này nó có đánh với tôi không. Hay là tôi về thành nhỉ. Ờ, tôi về thành đi. Chúng ta về thành đi. Đó, tông quân về thành đây. Ở đây chúng ta có 960 quân đồn trú. Rồi, để xem. Ai sợ ai? Cần gì đâu, thực ra chơi tướng có làm gì đâu mà. Tôi toàn chủ yếu sát thương, chủ yếu cung với cả ngựa thôi. Tướng gần như chỉ để cho đẹp, lấy skin. Rồi, chúng ta up cái gì bây giờ? Cho Ngô Phu Nhân làm việc tiếp đi. Tần Đồ up lên, đằng nào cũng đang thừa tiền. Up này lên. Ngoại giao có gì hot đâu. Đây chúng ta, tôi nhìn thấy có hai đạo. Hai đạo mà mỏ đồng là chúng ta có 900 quân. Thủ chắc vẫn thủ được. Rồi, qua lượt thôi, không biết làm gì cả. Hàn Lâm tướng không ổn ông ơi. Nếu mà nó bị làm sao thì nó sẽ hiện số ở chỗ tướng. Yên tâm. Hiện tại thì cái cột uy vũ của Tôn Kiên đang mắc, nó vây mình. Chó này nó vây mình mới nhục như. Rồi, bây giờ thằng này đánh mình. Nó không đánh, nó vây. Bọn chó này AI nó khôn thế. Nó không đánh, nó đi vây mới nhục. Chính ra mình nên ấy nó.
mình nên đánh, mình nên mai phục. Thiên mệnh tại thế. Tập kích đêm. Bị, 久历战乱，此战亦可胸怀大义，泰然处之。我将以大义之潮淹没敌人。我们必须智取敌军。大业当兴，刘tướng vào đánh nhau à? 乱世当平。vẫn đều tướng vào đánh nhau mà. Bây giờ chúng ta thế công mới nhục, cộng thêm là không có mấy bàn đá.Không biết là nó có công mình không. Bên này không có ngựa. Nó công. Còn này bản lĩnh đấy. Bản lĩnh đấy. Thế lại phải. Thế thì lại phải. Cho. Mà đâu rồi. Vũ binh thiên binh. Quay sụ chiến trị. Chú ý. Cày thế nhỉ, bọn ngựa khôn thế nhỉ. Ôi, hồ báo kỵ nó chụp luôn cả binh giá của mình luôn. Thank you.
Đùa, Tào Tháo đi với Tiểu Kiều mạnh mẽ đái luôn, thề không mất máu luôn ý.士兵正在溃逃，快逃！勇士在此，进军，准备开战。注意，尽情厮杀！鼓起勇气，听命！时机已至，诛灭敌军！在，准备好了，在。胜利就在眼前，冲啊！顽强不屈，杀！准备就绪，长剑在手，诛灭敌军，速速前进，准备好了，射杀敌军！啊，该弄麦的了，一起长矛，哪都在问，一击一掷，在，顽强不屈。鼓起勇气，骑兵听命，骑兵在此，准备就绪，鼓起勇气，准备射击，不要留情，骑兵听命，片甲不留，准备就绪，准备开战，杀光敌军，敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。做好准备。来，我chưa thèm dùng đến đạn quân này luôn, không để ý luôn. Giết luôn Hạo Đôn.受手，贼众溃不成军。Diệt bớt lính đi, tí đánh cho nó dễ. Đó. Hơi bị mệt mỏi với bọn này rồi đấy. Các đơn vị ngựa giết rất nhiều luôn, giết tận 2.000 quân địch. Riêng bốn đội ngựa này nó thịt đến 2.000 quân của bên Tào Tháo. Sát thương của ngựa vô đối. Xin hoài đa y, trận vũ bù sợ. Hổ báo kỵ của Tào Tháo vẽ đa thật. Lính khiên của mình nó chơi luôn. 90% của quân địch. Y thông sang hở.Giết nó luôn. Cưới vợ cho anh Dép mà, cưới ai? Sự trận suy sụp, vẫn không thể giao thủ. Đợi tôn nhân lớn rồi cưới. Có vẻ đẹp hơn không? Y thống thiên hạ. Nó lại hợp lý. Trảo tìm cơ hội. Rồi, về đây hồi quân đã.Tạm thế đã, bây giờ đến mặt trận bên này. Đó, bọn mất dậy này. Thế biết sợ là cái gì à? Thắng lợi còn đấm mẫu. Không hiểu. Quân mình mạnh này cơ mà. Phải đánh tay rồi. Chuyển sang bán tông Lào rồi. Là sao? Bán dép à? Chê u vọng hoài.我这就让他们见识一下我的厉害。我将坚定不移，勇夺胜利。
Rồi. Có lẽ mình sẽ đứng ở đây để đợi quân tiếp viện. Tiếp tục đạo ngựa sẽ là đạo chủ lực của chúng ta. Chúng ta sẽ giấu đạo ngựa ở đâu đây? Đúng rồi, tôn nhân, tôn Lưu Bị lấy tôn nhân là đẹp rồi. Công cứ bình tĩnh. Đứt được của nó, quá được luôn. Bắt kịp xu thế thời đại chứ. À, ba. Giấu đạo ngựa đấy. Tiếp tục chúng ta lại thủ. Ngựa nó ở mặt bên phải mình. Ngựa nó ở mặt bên phải của mình, chúng ta sẽ dựng hàng rào ở đây. Dám ngựa thế nhở? Để tầm kiếm luôn này. Không biết tối đa giải đinh thì bao nhiêu nhỉ? Hay là mỗi đơn vị được một phát giải đinh nhỉ? Hết đỉnh rồi.
逃窜，那一群懦夫，做好准备，箭出鞘，听命，杀呀！时机已至，时机已至，准备开战，不要留情，片甲不留。一军仓皇逃窜，一群懦夫，注意加速前进，向前建军，马军准备加速前进，上骑兵听命，骑兵就绪，军仓皇逃窜，一群懦夫，听命，准备就绪，时机已至，冲啊，准备开战，加快速度，准备就绪，尽情厮杀，停住，片甲不留，听命，顽强不屈，动作快点，准备就绪，顽强不屈，鼓起勇气，敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈，做好准备，时机已至，杀，起手就绪，一兵听命，一兵注意，速速前进，快跑，准备就绪，杀，速速前进，注意准备就绪，除灭敌军，杀光敌军，再不再起亦是豪杰，但仍很愚蠢，任你滔滔不绝，在我听来不过是淫淫狂吠罢了，我军士兵正在四散而逃，鼓起勇气，敌将受手，没中溃不成军，准备就绪，听命，速速前进，准备开战，注意尽情厮杀，冲啊，挺住，不要留情，听命，做好准备，我绝不会再败，住口，准备就绪，胜利就在眼前，进攻，尽情厮杀，时机已至，杀光敌军，准备好了，哈，敌将已被我军斩了，加快速度，杀呀，杀光敌军，准备好了，杀呀，mẹ nó lì đấy nhỉ, chưa chịu đồng hàng đi, tiếp tục kiên đồng ơi, vũ khí, dũng khí, quay quay quay, tứ tán mà tháo, đạo đi là vô đan sủ bệ, đánh với cái đạn làm lắm ngựa là rất là phiền.击败，他们以保障战败者，还你能战点个，这已经足够了。bắn hết thì ai chẳng muốn bắn hết, nhưng mà quan trọng là bắn hết được không ấy chứ.
Hoàng cái. Mấy skin này hay hơn. Đây, cuối cùng có cái vũ khí cho nó. Ui, tôi sợ viên thuật nó đánh xuống lắm. Rút tạm rồi khỏi kiến nghiệp đã. Tạm thì đã. Đánh nhau nhiều tiền về đổ về như nước ấy. Spy. Lưu Sủng nó đang mạnh nhất à? Trông ông Lưu Sủng ông cười này, cười ở 10 cái răng, ê, vô duyên. Giả Diễm Ngọc triển khai đấy. Kiểu đang đứng top mà, đang đứng top sướng. Đấy là Tào Tháo vẫn không chịu đầu hàng. Rồi, mà đạo Lưu Bị thì cũng giật lẹo. Tạm ổn, chúng ta lại qua lửa thôi. Shit. Thì có đây có phải bảo ai bảo là Khương Kỵ đâu. À đây không phải Khương, à đúng rồi, Khương Kỵ có cái kháng mệt mỏi mà. Nói chung ngựa nào cũng vậy, cứ bên địch mà có khoảng 7-8 đạo ngựa là đã thấy trơn trơn rồi. Cung điếc thì mình còn có thể lấy trận với cả lấy skin để bù được, chứ còn cái trò ngựa thốn lắm. Rồi, chỗ Tuân Kiên rất là phức tạp nha. Có thể lập trận được này. Thủy. Tiến vào đây. Đây không thể có quân. Trương Yên. Chắc phải cho Trương Yên xuất trận này. Rút tạm về đây. Quách gia còn đang ghét nhau. Lỗ túc đang làm cái con mẹ đấy. Bỏ đi. Ra trận. Bản đạo của Quách Gia này, chúng ta sẽ cho với Trương Yên được không? Trương Yên được này. Trương Yên đi. Trương Yên là chủ soái, phó soái là một tướng nào đấy. Có ngựa. Ở đây chỉ có mỗi Đại Kiều thôi. Khai trận. Năm bao nhiêu rồi mà anh em? Năm 194 ông ơi. Lượt thứ 58.
折而不摧。Đại kia cũng có tổng trị liệu giống thế. Không có skin gì hot cả. Up tiếp thành chính lên. Ngoài ra có gì hot? Chưa giao thương được thêm với thằng nào cả. Đó, quá lượt. Ấy nhà anh Đào Khiêm. Ủa, bắt đầu bọn nó hội đồng mình đây này. Cho Quách Gia con ngựa thủy á. Quách Gia có ngựa cho nhà. Rồi, cho mày. Cái mạng của mạng kế nghiệp không dễ công một chút nào. Bọn nó ké đến un un. Rồi là còn bọn này nữa. Sao hoàng quân loạn cân ở đâu mà đông thế? Bọn này chỉ là bọn nổi loạn thôi mà. Rồi tuyển lỗ túc đi. Trị lệ sở chỉ, vô chỉ sở tại. Khô máu chúng mày luôn. Kiên trì bất xê. Mai phục 100% thành công. Tiến công. Ý ý đại bảo. Mai phục lại. Kinh hậu đi quân. Không thể như vậy. Rồi, quân của Lưu Bị tiến đánh vào đây. Xin hoài rộng nhau. Auto mẹ đi. Sự trận suy sân, rừng bù khở giao dụng. Bộ trị sử trần, bị sử trí rư y yên. Chú Du có skin trinh sát rừng rậm, không cần thiết, nhưng mà chúng ta cần cái skin dưới này. Nó có 25% sát thương xạ kích, nên chúng ta phải up để lấy cái này. Tiểu Kiều ăn này lên để lấy cái này. Cho này cầm lên. Thái thú nét nhờ. Cái bọn hoàng quân này là hòa bình với nó được không? Còn tập Kim Anh có thể hòa bình được, nhưng mà tao không muốn hòa bình, tao muốn đập mày cơ. Không ai chịu làm đồng minh, riêng mình anh cô đơn. Đông Âu tiếp tục phát triển cái cảng thương mại lên. Rồi, hết việc, chúng ta lại qua lửa thôi. Chết mày này. Mày chết rồi cu ạ. Chết mày rồi cu ạ. Ngây thơ này. Lấy hồi quân đi. À, nó mai phục ở chỗ đấy. Nó mai phục ngay ở chỗ thằng Trương Yên. Trương Yên ở tuần sau chúng ta cho mai phục ngay tại chỗ đấy luôn.
À, có mật thám bên phe mình.今日我等轻松破敌。啊，được cái trừ, được cái trừ tham nhũng, toàn thế lực. Cái này cho bà vợ dùng. Rồi ngoại giao. Thu nhập từ công nghiệp. Sơn lĩnh chi ye cui mao, nan zhi nan ce, ren xin yi shi ru ci. Cái gì hay nhỉ? Lấy cái này đi. Mở mấy cái này lên. Lưu Bị tiếp tục đánh lên dự trương. Nhưng lúc này chúng ta không hồi quân được. Lý Hiến hạ sĩ, thì mô hữu bất trung. Tiền thủ an đăng, đáng ý vô chí yếu ngũ, trọng vô yếu chí. Không có gì hết thì lại qua lượt thôi. Hai thằng này lại ghét nhau. Thế để kệ nó, sau chúng ta tách ra thêm một đạo nữa. Hậu quan Gia Cát Ngọc Cần, Kiến An, Trình Phổ. Rồi là qua lượt. Đó. Bảy thằng em đơn giản. Xem nào. Ngựa. Ủa nó có lính triều đình này. Nó có lính triều đình này. Vệ quân này. Sao thằng này thằng ở đ... sao nó lại có nhỉ? Có thể lấy từ đào của Lưu Hoàng à? Thắng lợi đẫm máu. Phải đánh tay rồi. Trương Yên và Đại Kiều sẽ cho đi xử hai thằng tướng của nó. Nhà này ghét nhau à? Càng nhiều tướng thì cái ghét thích nó lại loạn lên mà. Mà về cơ bản nói chung cái ghét thích nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta xem nào. 1 2 3 1. Chuẩn bị.
备。在。敖兵，来我身边。准备就绪。准备就绪。做好准备。挺住。准备好了。在。骑兵注意。本来có hai đạo cung thôi.察觉到我军了，保持距离，准备开战，除灭敌军。拿出你的心！你在说什么？该杜巴了。士兵丢盔弃甲，真懦夫！我的妈呀！bọn này lính chất lượng quá.继续，我知道你能行。在吾面前，尔等应有自知之明。杀光敌军！挺住！我军一员将领阵亡了。时机已至，顽强不屈！放箭！做好准备！打呀！骑兵听命，准备就绪。进军，射手听命。骑兵在此。在，准备好了，射击敌军。Đại Kiều còn mạng nữa mà nhỉ, đúng không? 那就来吧。Đại Kiều còn mạng nữa nhỉ?Tôi nhớ là đại kiều còn mạng nữa mà. Trận này bấm mau tu kỳ thắng mẹ rồi.Bọn chó này nó dám giết đại kiều của mình.Dậy.杀光敌军，尽情厮杀！
军士兵正在溃逃，顽强不屈，射杀敌军，冲啊，加速前进，准备开战，快快快，注意靠，片甲不留，时机已至，弓箭准备，准备就绪，啊，敌军士兵正在溃逃，给我射击，诛灭敌军，杀，发射，卖个假杂，箭手注意，准备射击，杀光敌军。Mà nó, quân này là quân bọn nó chất lượng quá, bọn nó có lính cấm vệ quân. Ôi con này nó còn chống tên chứ, mất dậy thế. Chuẩn bị khai trận, 尽情厮杀，同箭。我军士卒仓皇逃命，真乃丧家之犬。准备，放箭，瞄准，诛灭敌军，时机已至，在，准备好了，射手准备，我不知道被切掉了吗？准备，射击，注意，发射，武器勇气，杀，我军士卒仓皇逃命。真乃丧家之犬，时机已至，片甲不留，注意，鼓起勇气，等候军令，杀，弓箭准备，发射，攻击敌军，停下命令，不要留情，挺住，给我射击。准备，准备就绪，举手就绪，哈，敌军士兵正在溃逃，冲啊，赶快赶快，准备开战，射杀敌军，放，骑兵听命，长矛在手，士兵正在溃逃，射击敌军，顽强不屈，弓箭手准备，准备好了，弓箭手听命，加快速度，挺住，杀呀，时机已至，片甲不留，đại kiều của mình có chết không nhỉ？biết không nhớ đại kiều có mình như đại kiều có hai máu mà đại kiều là trái tim xanh mà đại kiều là trái tim xanh tôi nhớ hình như là vậy mà nếu mà trái tim xanh thì không lo tôi chỉ sợ là đại kiều không có trái tim xanh thôi một trái tim xanh một vỡ mồm đi胜利又近了一步，顽强不屈，时机已至，放箭，杀，准备就绪，挺住，尽情厮杀，发射。Rồi ơi, đại kiều chết hay sống đây?Sống hay chết, không biết luôn.Nhưng mà có thua đâu em. Thua thì không thua được, nhưng mà chỉ sợ là nó không có trái tim thôi.
下之余地。哦 ，My God， 我 team， 我 team， 我操！让他们死的体验一下。你少点个，有点。他们受的苦也够多了，正在行进。Mẹ, đánh mãi kiến nghiệp không, không đánh nổi. Không được nhích lên nổi. Hết thằng này thằng kia nó chui xuống dưới này. Ua. Thôi. Thôi thôi, họ. Em xin lỗi. Đừng như vậy anh Thuật ơi. Anh ác vừa được bắt làm tăng hai thế thì chết. Chó bình thuật. Biến hóa cơm mìu.行动，汇报一下。这样行不通。我不在的时候都发生了些什么？不可能这样做。từ từ đã. đã có lưu bị. chui cái này. 天下大义。chiếm được cái trại chăn nuôi này.刚毅如铁，根壮而后枝叶繁茂。怒吼吧！正在行进。好，买朱迪，从我大大的刀埋伏。一鼓作气，准备伏击。好。不。Diệt tung xong hòa với gì lực quy được cái gì tập trung đánh lực quy của Aman là sao hòa với bọn trên ông đánh với Aman á cần gì phải thế không quánh luôn cả lũ luôn đi.Đập xong thằng viên thiệu xong là chỗ này nó hết rồi. À thằng viên thuật chứ. Không có gì phải nghiên cứu, không có gì phải ấy cả. Chưa có lượt. Nào, thằng viên thuật, mày có vào không? Úi giời, đạoTào Tháo lắm quân thế nhỉ? Chết mẹ này. Auto. Con chó viên thuật. Chém đầu. Sử đẳng giấy rấn.他们以宝城战败者，这已经足够。Tốt sách với đại kiều đẻ con rồi.Để gì hai đứa con gái, hai vịt à? Đánh tạm vào đây thôi vậy. Yeah!
至此城，必。没有话，别干嘛呢？有话快讲。32，空话呢？như vậy mình sẽ mất cái mỏ đồng ở đây. Đại ý chi hành, sư ư nhân đức. Bảo trì trấn định. Đại ý.上天眷顾着我们，胸怀荣耀之人实为罕见。摆好阵势，准备出击，一往无前。我关不住的，这么大，你上。Cối khê áp mẹ tiếp lên cấp thành tiếp về tân đồ áp tiếp. Không đúng mình được với thằng nào. Cuộc chiến thiên mệnh vẫn đang cần lắm. 25 Trường giác đang 9 thành trì rồi.Và phải chiếm được kiến nghiệp thì mới giàu được. Rồi, con đạo này có tăng tạo Haman nữa chứ. Quên lời.Cho mày. Cho nó anh em ạ.坚定不移，这样行不通。耐心等候，敌军必中圈套。不可能这样做。李先生下士，不行，莫有不忠。当断断 đánh mình rút cái là nó sẽ lỡ một nhịp.保固江山。好的。阿克奈奈。开点的。不。Đạo lưu bị ở đây, đạo lưu bị ở đây chung là câu kéo thằng Tào Aman thôi. Còn chủ yếu mục đích của chúng ta là đánh kín nghiệp.Viên thuật hòa bình, nhưng mà viên thuật có một mảnh đất trước mặt mình là kiến nghiệp, mình không thể hòa bình được, mình phải chiếm. À mà từ từ, có thể đổi đất được không? Đồng ý đổi đất không? Đổi đất không cứng. Đưa cho ta cái kiến nghiệp. Không à? Không thì mày xác định rồi. Thì mày xác định rồi con rí.Quá lượt. Đó. Nó sẽ đánh mình. Rút. Mục đích của cái việc này là để cho nó không hồi quân.
Nó đi vào đất của mình, nó không hồi được quân mà. Mình thì vẫn hồi được. Chỉ nâng rẩn lạ. Wo dang kang kai ren yi, ni qu yao ju ju. Già Ngọc Diễm không thể ấy được. Ôi dồi ôi, cái lúc này còn anh này còn bị thương nữa, chúng tôi cũng đến. Lui về đây đi nào, thằng này. Thằng này nó có thể công được rồi đấy. Ở trong này chúng ta có 1.200 quân, cộng với 2.200. Đánh được. Quân lương nhân ý, bình phi ruột ruột. Chú vị, đánh được. Thủ trong đấy. Đập tan đạo của nó đi. Vì thiên hạ thăng sinh. Bảo trì nguyên dạng. Vì thiên hạ lý minh. Nụ hầu ba. Y thống thiên hạ. 如利剑，横扫天下。拿起武器！万民之声不可小觑，只有稳固发展，人们才会交口称赞。敌军已被击败。 Rồi bây giờ chúng ta mới hòa bình với Viên Thiệu này, à Viên Thuật này. Đó, bởi vì nó không có dính đất gì chung với mình cả. Hòa bình đi. Bù lại phải đưa tao tiền. Mình có bao nhiêu tiền, mình phải đưa hết đây. 470 được không? 468 67 467. 我方同意了。 Rồi, tuần sau sẽ là một huyết chiến ở đây. Anh Chu Du còn bị thương chứ. À, anh thương lúc đeo nào, anh thương lúc này. Xây chòi á? Xây chòi làm gì em? Cần gì phải tăng thuế? Chúng ta mục đích chúng ta kiếm tiền từ đánh nhau mà. Trò này lấy tiền từ đánh nhau là chính thôi. Trừ bổng lộc nhân vật. Ồ, lấy cái gì bây giờ nhờ? Smoke này. Quân cao quá chưa cần. Lấy cái này đi, giảm thời gian xây dựng xuống. Đó, nó còn một lượt rồi. Những cái này nó còn một lượt rồi. Hợp lý. Mà thật ra mình tăng thuế được rồi mà. Tăng thêm được một nấc nữa. Một nấc nữa mới chưa bị âm. Mỗi cái này bị âm thôi. Ờ, bây giờ nhắc nâng thuế mới nhớ đấy. Thành dương hết rồi. Đó, qua lượt. Trận sau sẽ là đại chiến với Tào Tháo. Nó công mình thì đẹp, thủ thì mình sẽ dễ thắng hơn nhiều.
Ôi đồng trác ở trên này nó đánh cho bọn này. Nó không đánh mà nó vây. À nó đánh. Nó đánh thì tốt. Nó đánh thì tốt thôi. Bắt đầu chiến đấu. Nà chú yong chi. Bài sinh lý bù khai wò mè. Trận này đen đen mà thua thì có khi mất tiểu kiều anh em nhỉ. Tiếp viện là một đạo củi bắp không sợ. Rồi chúng ta sẽ lợi dụng cái địa hình ở đây. Sẽ đi lách cho hai bên này. Ngựa để ở đâu đẹp nhỉ? Bấm nhầm. Đủ mẹ. Mày quá chưa 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 ấy.
赶快！我军伏兵已暴露，时机已至，鼓起勇气，快点儿！张声势，徒有其表。在，走起来！骑兵在此，挺住！敌人察觉到我军了，赶快，赶快！时机已至，加快脚步。溃逃，准备开战，打起精神，准备开战，加快速度，鼓起勇气，准备就绪，时机已至，挺住，长剑在手，到底是无胆鼠辈，注意弓箭手，准备快跑，骑兵听命，速速前进，杀呀，准备开战，加速前进，加快速度，骑兵在此，做好准备，准备就绪，快快快，鼓起勇气，做好准备，此部队矢石已悉数用尽，准备好了，鼓起勇气，准备就绪，动作快点，进军，加快速度，挺住，顽强不屈，准备好冲锋了吗？军四散而逃，到底是无胆鼠辈，做好准备，进攻，bắt được lưới biển, bắt được, bắt từ 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 tập trước rồi.挺住，上！大军准备，
军仓皇逃窜，一群懦夫，尽情厮杀，准备开战。继续射击了，还没挡着。狠心，多说无益，勤加思索。多得着呢。Cho tiểu kiều ra bút xem có ăn được không? Tiểu Kiều đứng búp máu được mà đúng không? Con này nó có cái trò tăng né tránh. Kỳ quân 仓皇逃窜，一群懦夫。Thắng rồi.
此即所谓邪不胜正。放尔等一条生路，然后关你一统山河。啊，đánh cho Tào Tháo tan đàn xẻ nghé luôn. Cam Ninh này, Cam Ninh đầu quân rồi này. Cam Ninh là thằng tướng bắn được cung đấy, cho nó cung xịn dùng. Nhưng mà thôi, nó đã ra trận đâu, cho nó cung đều thôi. Giết. Một nhân tài. Trùng trùng điệp điệp. Bắt được thằng này không? Không bắt được. Không bắt được. Lên đây chiếm lại một đồng. Đó. Con đạo của Tôn Anh Kiên đánh thằng một Kiến Nghiệp. Không được. Tiếp tục vây. Đó, tiếp viện. Auto. Mất hai đạn lính. Bó tay. Đó. Không tăng tên lửa lên. Trình phổ. Cam Ninh. Đó. Kiến An đang bị âm lương thực, à, âm chị An, chúng ta tăng chị An lên. Kiến Nghiệp, cái này chúng ta không cần, bỏ đi. Xây một cái miếu khổng tử ở đây đi. Đó. Tăng chị An lên. Ở đây chúng ta up tiếp cái này lên. Cái này à, cái này cho Chú Yên đi. Lý. Nâng nhánh xanh á. Nó tùy tình hình. Đào Khiêm chúng ta tạm thời hòa bình đi. Trần sự lãng phí thời gian. Nhi đề án bố tốt. Tập Kim Anh thì không hòa bình được, phải chiếm nốt mỏ muối của nó đã. Đó, tương sau hai con này tràn xuống đây đánh nốt mỏ muối. Lưu Bị đánh vào chiếm lại mỏ đồng. Đó, mọi thứ vẫn ổn. Everything ok. Tôn Nhân 6 tuổi rồi. Đi mặc cho em này không có. Quá luật. Tào Tung cắn trộm mình. Tôi chỉ có thể nhẫn rồi. Tôi ghi lại rồi. Giang Hồ dũng động, bấn thẳng không xi. Đông.
力一战。出发！为了天下苍生。Ở đây đạo của này được rồi, mang quân này phi về đây đi, đuổi thằng Tào Tung. Nhị thống thiên hạ. Hết tiền. Ngoài ra còn rơi. Qua lượt. Really? Thủ làm gì cái mỏ đồng nữa? Ú là lá. Bày hảo trận sự, chuẩn bị xuất kích. What? Hồi ngại đánh lười đánh tay lắm. Lại lui về kinh nghiệm. Ngồi hồi quân một tí đã. Fuck. Đánh vào đây. Đánh vào đây. Hướng tiến tiến quân. Không. Rằng bù khờ giao dụng. Yu chẳng đa yê. Đi xin bị dụng chí định. Mi phu nhân này. Mi phu nhân vợ của Lưu Bị này. Nhưng mà không có át riêng, chả thích. Rồi, thái úy chúng ta sẽ cho ai đây? Tôn Sách làm thái úy đi. Đại tướng quân Tư Không. Tư Không là người quản lý tiền bạc. Quản lý tiền bạc thì cho Tiểu Kiều đi. Một flot thái thú nữa. Trình Phổ cho làm thái thú đi. Thái thú ở kiến nghiệp. Trình Phổ cho làm thái thú ở kiến nghiệp. Nó lại hợp lý. Chợ cảng. Đó. Tân Đô chúng ta lại. Lag à. Tân Đô xây cái gì vậy? Có cảng cá này, nhưng mà mình chắc cái tỉnh này, mình chắc thuần nông nghiệp thôi. Thuần nông nghiệp thì chúng ta xây một cái tăng trị an đi, miếu không tử. Xây cái miếu không tử. Cối Khê chúng ta cũng xây một cái miếu không tử. Đó, cứ xây tính tiếp. Bây giờ có thể bắt thằng khác làm chư hầu được rồi. Không có gì hot, chúng ta lại qua lượt. Lỗ Túc lại ghét nhau một khoảng cái. Thế bỏ.
bỏ Hoàng Cái thay bằng Tôn Sách được không? Không được, Tôn Sách cũng ghét nhau. Cam Ninh cũng ghét. Mình ghét lắm á, giời. Ngô Phu Nhân này, Ngô Phu Nhân không ghét này. Công Tôn Toàn không ghét nhưng Công Toàn đắt quá. Công Toàn 7 cắt tiền. Không, cứ kệ đi. Cố đập xong bọn này thì tính tiếp. Liên chế phận công, nhận sâu khổ nạn. Không được. Quẩy. Nhánh xanh là nhánh xanh là cây hay xanh nước biển? Mà thật ra thì nuôi Pokemon thì có gì đâu dễ mà. Nhánh nào chẳng được. Bây giờ ưu tiên nhánh nào có tiền đi. Rồi quân nó tích viện ở trên này. Nó địa hình như này lại hơi giấu, hơi khó giấu ngựa rồi. Cho quân đứng ở chỗ này. Lính gì quá? Cùng với thương bị nép à? Ừ. Thật ra nó không nép ngựa được mà. Chủ yếu chúng ta đánh toàn ngựa chính. Và mình đi vệ sinh đã.
顽强不屈。在。做好准备。好。加快速度。在。顽强不屈。好。跑步。在。赶快。在。准备开战。好。在。好。准备开战。在。准备好了，时机已至，中。在。鼓起勇气。在。注意。准备就绪。速速前进，抓紧。时机已至。吾观尔等列阵，须再习兵法。可怜之语，必出自可怜之口。列阵，加快步伐，准备就绪，砍翻他们！鼓起勇气，赶快！准备开战！快速前进！毛兵听命，回击！准备开战！跑步！顽强不屈！顽强不屈！挺住！快点！准备就绪！好毛兵！接战！起手就绪！做好准备！加速前进！注意！快快快！准备好了！请军，准备！加速前进！杀呀！尽情厮杀！来吧，吾友，继续上吧！记住，你面对的是何人吧？骑兵听令！在！挺住！杀！我军士兵丢盔弃甲，真懦夫也！骑兵听命！弓箭手注意！鼓起勇气！注意！做好准备！准备就绪！顽强不屈！注意！勇士在此！准备拔剑！敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。时机已至，跑起来，尽情厮杀，鼓起勇气，杀光敌军。狼恶蛙。时机已至，鼓起勇气，加速前进，诛灭敌军。杀！原地待命！进攻！注意，不要留情！鼓起勇气，准备就绪，快跑！准备开战！我军士兵正在四散而逃，做好准备。挺住，冲啊！我在。时机已至，我军士兵正在四散而逃。
备开战。在，做好准备，尽情厮杀。敌军士兵正在溃逃，顽强不屈，速速前进，做好准备，不要留情，箭在弦上。骑兵听命，加快脚步。chơi lắm ngựa thật. Chuẩn bị khai trận, gia quan tốc độ. Tiếng binh, quay quay quân. Hào binh, lại ở bên bên. Vũ khí, dũng khí, tru diệt địch quân. Kỵ binh, sao mã. Dừng trụ,射击. Thắng lợi ngay trước mắt. Địch quân, dừng trụ. Làm tốt chuẩn bị.敌将受首，贼众溃不成军。放箭，骑兵在此，片甲不留。时机已至，准备好了。注意，杀呀！准备好了，加快脚步。注意，准备开战。尽情厮杀，giết thằng tướng này. Kinh thần búp máu của tiểu kiều với đại kiều kinh quá. Tướng mình lúc nào cũng đầy máu. Giết được thằng này không? Ha! Sao? 敌将已被我军斩。万民之声不可小觑，他们受的苦也够多了，快去。我等信念如一，这便是上天的恩赐，不能再消耗物资看押他们了。The hell？ 折而不摧，释放怒火吧！拿起武器。怒。勇志刚毅，
忠心匡国。大义。买了，好东西。góc nào chiến ngựa chư giấy góc vừa rồi là đi nói hết quá 25% rồi chiêu chuyển xa thầm chỉ ông thầy nâng chẳng chịu đa y y vọng vũ chén chiến thú ăn đầu hầu tu cho nó nhanh chúng ta sẽ lấy cái này đánh đêm có thắng không? Thành đánh luôn. Chúng ta phải nhanh chóng hành động, giải quyết được bên này, cho bọn giáo lên để câu tên, xong rồi mình xô và mình giết bọn nó. Tù toàn vãi thế nên chúng ta phải thôi, bọn này đi từ từ thôi. Cái này phải có hồi máu, nó hàng 26 cam máu rồi. 26 cam máu rồi. Bắn chẳng bù chú.
军四散而逃，到底是吾胆鼠辈。敌军仓皇逃窜，一群懦夫。Thành này không có tướng sợ gì. Đập hết. Hạ chí ở địa, thượng tham ở thiên. Chiếm được cái kiến nghiệp này cũng rất dẻo. Vũ đẳng đại ý, đã giáng giáng lâm thị thành. Đó, kiểm soát kiến nghiệp. Còn đất của thằng Tào Tung nữa là Tân Đô chúng ta đã chiếm. Chúng ta sẽ chiếm xong. Lưu Bị lên đây. Đó. Rồi, tập này chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Như vậy là chiếm xong kiến nghiệp. Mục tiêu của mình là chiếm xong kiến nghiệp mà cũng khá là vất vả. Nhưng không sao, bây giờ thì gần như là Giang Đông chúng ta kiểm soát được một nửa rồi. Tập sau chúng ta kiểm soát nốt phần còn lại của Giang Đông. Đó. Rồi hy vọng anh em thích series này của mình. Nếu anh em xem thấy hay thì hãy subscribe và like kênh của mình nhé. Hẹn anh em ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.